Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kiểm tra sức khỏe trạng thái hệ thống cùng với một số các ngoại lệ mà chúng ta có thể gặp phải thông qua ứng dụng HIT ProConnect. Để kiểm tra trạng thái sức khỏe của hệ thống, chúng ta cần truy cập vào mục theo dõi sức khỏe. Thì ở trong mục này sẽ có hai phần là tình trạng sức khỏe và trung tâm ngoại lệ. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần tình trạng sức khỏe trước. Trong phần tình trạng sức khỏe, chúng ta có thể theo dõi được tất cả các loại thiết bị khác nhau đã được gắn vào tất cả các địa điểm mà chúng ta được quyền quản lý, và tất cả các thiết bị trong các cái địa điểm này sẽ được hiển thị ở trong mục này. Các bạn có thể thấy là chúng ta có thể theo dõi và quản lý được các thông tin về thiết bị, ví dụ như tên thiết bị, về trạng thái mạng đang online hay là offline, về tín hiệu video đang bình thường hoặc là bất bình thường, về trạng thái lưu trữ, về chế độ ghi đề của thiết bị và mức sử dụng ổ cứng. Cập nhật lại trạng thái sức khỏe cho từng thiết bị trong hệ thống, chúng ta có thể nhấn vào nút làm mới ở đây hoặc là nhấn vào nút này để cập nhật cho tất cả các thiết bị. Ngoài ra, trong mục tình trạng sức khỏe này, chúng ta cũng có thể kiểm tra được đang có bao nhiêu thiết bị đang gặp vấn đề bằng cách là chúng ta quan sát con số ở đây. Ví dụ như ở đây đang hiển thị là 1, tức là đang có một thiết bị đang gặp vấn đề, và thiết bị đang gặp vấn đề thì sẽ được hiển thị dưới dạng màu đỏ. Chúng ta có thể bấm vào thiết bị này để kiểm tra. Ví dụ như thiết bị này ở đây chúng ta đang có một cái đầu ghi và có đến 15 kênh đang bị ngoại tuyến. Ngoài ra, chúng ta có thể bấm vào từng khu vực để kiểm tra trạng thái sức khỏe của các thiết bị nằm trong từng khu vực này. Và cũng trong giao diện này, chúng ta có thể tiến hành nâng cấp firmware cho thiết bị bằng cách nhấn vào nút nâng cấp thiết bị ở đây. Trong giao diện này, chúng ta có thể lọc hiển thị các thiết bị theo chỉ các thiết bị bất thường được hiển thị, hoặc sẽ chỉ hiển thị các thiết bị đã được cấp quyền bởi người chủ sở hữu hệ thống. Ngoài ra, chúng ta có thể tiến hành kiểm tra sức khỏe của hệ thống cách nhấn vào nút kiểm tra sức khỏe và tiếp tục nhấn vào nút kiểm tra ngay. Thì sau khi mà hệ thống kiểm tra trạng thái sức khỏe của thiết bị xong thì chúng ta có thể xuất báo cáo. Thì trong bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của thiết bị, các phần thông tin được hiển thị rất chuyên nghiệp. Chúng ta có thể sử dụng báo cáo này để gửi cho khách hàng của mình. Phần tiếp theo trong giao diện theo dõi sức khỏe là trung tâm ngoại lệ. Trong mục trung tâm ngoại lệ này, chúng ta có thể theo dõi được tất cả các hành động ngoại lệ mà thiết bị trong hệ thống đang gặp phải. Chúng ta có thể bấm vào từng địa điểm để kiểm tra các ngoại lệ liên quan đến thiết bị nằm trong các địa điểm này. Đồng thời, chúng ta có thể tìm kiếm các hành động ngoại lệ dựa theo lịch. Các bạn lưu ý là các ngoại lệ này chúng ta chỉ có thể theo dõi được xa nhất là 7 ngày. Và đồng thời, chúng ta có thể lựa chọn được từng loại ngoại lệ. Thì sẽ có hai kiểu ngoại lệ mà chúng ta có thể theo dõi, chúng ta có thể kiểm tra. Đó chính là ngoại lệ theo thiết bị hoặc là ngoại lệ theo kênh. Thì các bạn có thể thấy ở đây, ví dụ như đối với ngoại lệ theo thiết bị thì chúng ta sẽ có các hành động là ngoại tuyến, thẻ nhớ bị đầy, lỗi thẻ nhớ, lỗi ổ cứng, vân vân. Và tất nhiên chúng ta có thể trích xuất được các thông tin về ngoại lệ này bằng cách nhấn vào nút xuất ở đây. Thì hệ thống sẽ cho phép chúng ta xuất dưới 3 định dạng file, là file Excel, file CSV và file PDF. Đồng thời, chúng ta cũng có thể mở trang thông báo ngoại lệ này trong cửa sổ mới để tiện theo dõi hơn. Vừa rồi là video hướng dẫn theo dõi trạng thái sức khỏe hệ thống và các ngoại lệ mà thiết bị trong hệ thống gặp phải. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.